Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyến Văn Hóa. Sau tuyên bố giữa đêm của Miss Grand International về việc rút quyền đăng cai của ban tổ chức Miss Grand Cambodia, toàn bộ thí sinh đã đến Thái Lan để tiếp tục dự thi. Ngay tại sân bay Miss Grand Thái Lan, Salim đã nhận được sự chú ý của đông đảo giới truyền thông. Trong vòng vây của các phóng viên trong nước và quốc tế, người đẹp Thái Lan đã bật khóc nức nở kể về những trải nghiệm của mình và cho biết ban tổ chức Miss Grand Cambodia đã thiếu chỉnh chu trong tất cả các hoạt động. Theo Miss Grand Thái Lan, ban tổ chức đã không có sự chuẩn bị cẩn thận từ các khâu hoạt động, sinh hoạt cho tới cả ăn uống. Salim cho biết các hoa hậu đã tham gia sự kiện tới tận 8 giờ tối vẫn chưa được ăn uống gì. Khi đó thì ekip đã phục vụ trứng vịt lộn và cơm. Cô nàng còn bật khóc nức nở khi nói rằng có quá nhiều quả trứng vịt lộn ra đến mức lộ rõ hình ảnh vịt con toàn lông. Người đẹp còn khẳng định đây thực sự là một cảnh như trong phim kinh dị. Vì có nhiều người không ăn được món này nên mọi người đành uống nước và ăn đậu luộc. Thật ghê rợn, có nguyên một chú vịt con còn nguyên lông lá ở trong đó. Tôi bị ám ảnh đến tận bây giờ. Ngoài ra, người đẹp Thái Lan còn kể rằng vào buổi tối 6 tháng 10, khi mà các thí sinh tham gia hoạt động đi thuyền trên sông, cô đã rất lo lắng vì cảm thấy mất an toàn. Theo Salim, mọi người đều mặc váy dài, xỏ giày cao gót, rất khó khăn khi bước lên thuyền gỗ, trong khi thì không có nhiều người trợ giúp, phải tự xoay sở. Cô và các thí sinh lo lắng đến mức chiếc thuyền quá nhỏ so với số lượng người tham gia. Người đẹp cũng nói rằng khi đoàn đến nơi, mọi thứ trên thuyền còn chưa chuẩn bị xong và mọi người đều có cảm giác không thoải mái. Malin Salim dường như khá xúc động khi kể lại những trải nghiệm này. Trước đó thì cô được trông thấy khóc nức nở lúc xuống sân bay và ôm chầm lấy người quen. Sáng sớm cùng ngày, tổ chức Miss Grand International 2024 tuyên bố dừng hoạt động ở Campuchia vì nước chủ nhà không đáp ứng được những yêu cầu như trong quy định hợp đồng. Thật không may, họ không thể cung cấp dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn của tổ chức Miss Grand International. Chủ tịch Miss Grand International, ông Navat, cũng đã viết trên Instagram Story rằng họ rời đi vì đội ngũ ở Campuchia tổ chức quá kém chuyên nghiệp. Trong khi đó, đại diện của Miss Grand Campuchia cho biết tổ chức MGI không tôn trọng họ với tư cách nước chủ nhà và không chịu hợp tác. Theo ekip của nước chủ nhà, họ đã lên kế hoạch chu đáo cho các hoạt động, nhưng ông Navat thì lại thay đổi yêu cầu khiến họ không kịp chuẩn bị. Ngay sau khi trở về Thái Lan, tổ chức đã nhanh chóng công bố lịch trình mới. Các thí sinh sẽ nghỉ ngơi một ngày trước khi bắt đầu tham gia các hoạt động tại Bangkok từ 8 tháng 10. Theo đại diện ekip phía Campuchia, tiệc tối 6 tháng 10 được chuẩn bị trên một chiếc thuyền có diện tích khá rộng rãi, bố trí ánh sáng, bàn ăn dài, bàn ăn tròn, thực đơn buffet cho tất cả dàn thí sinh. Tuy nhiên, khi ông Navat đến và thấy ban tổ chức chưa bố trí xong, ông đã yêu cầu đổi địa điểm tiệc tối sang chiếc thuyền trải nghiệm ẩm thực dành cho khách du lịch. Vì vậy mới có những hình ảnh kém đẹp, thậm chí có phần nhếch nhác của dàn thí sinh Miss Grand International 2024. Sau đó không lâu thì ông Navas đã có buổi livestream tiết lộ lý do mà khiến ông quyết định tước quyền chủ nhà của Campuchia. Chủ tịch Miss Grand International đã bóc phốt ekip phía Campuchia, tổ chức không chuyên nghiệp, thất hứa, phá hỏng kế hoạch, phá hủy uy tín và hình ảnh của cuộc thi. Ông Navas cho biết phía ekip Campuchia không sắp xếp người đón thí sinh ở sân bay. Họ từng hứa sẽ có xe Lamborghini đưa đón nhưng cuối cùng cũng không có. Ngay cả background chụp ảnh phải đợi ông Navas hối thúc mới sắp xếp sát giờ. Chủ tịch của Miss Grand International còn tiết lộ ekip Campuchia nói dối nhiều lần, hứa sẽ có khách mời đặc biệt và truyền thông đông đúc đến để tham dự. Nhưng cận giờ G thì thông báo thay đổi phương án khách mời, phóng viên thì loe ngoe được có vài người. Ở sự kiện Gala Dinner, ông Navas cho biết ekip Campuchia khẳng định sẽ sắp xếp cho một đội múa mở màn vào lúc 16 giờ, nhưng 15 giờ 50 mới có mặt và còn xin tổng duyệt 30 phút. Cuối cùng tiết mục phải hủy bỏ vì sát giờ lên sóng livestream. Ông Navas có tố giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia thiếu trách nhiệm, tuyển nhân viên thiếu kinh nghiệm làm việc khiến công việc bị trì trệ. Về buổi ăn trên thuyền, chủ tịch Miss Grand cho biết đó là khoảnh khắc rất xấu hổ. Ông Navas chia sẻ buổi ăn trên du thuyền nằm trong kế hoạch từ trước, nhưng sát giờ diễn ra thì ekip Campuchia gọi điện xin hủy. Ông Navas không đồng ý vì ban tổ chức và các thí sinh đã sắp đến nơi diễn ra. Sau đó ekip Thái Lan nhiều lần gọi điện cho người đại diện sự kiện này, nhưng không ai nhấc máy để trả lời. Khi mọi người đến nơi không có ai hướng dẫn và lúc lên thuyền thì phát hiện thức ăn và nước uống không có đủ cho thí sinh. Cuối cùng cả đoàn nhờ sự trợ giúp của người dân địa phương đặt chỗ ăn gần đó. Khi trở về khách sạn, ông Navas làm việc với giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia. Chủ tịch Miss Grand International tố người này trợ búa, nạt nộ ekip người Thái. Khi người trong ekip Thái Lan phản pháo thì vệ sĩ của giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia quát tháo, bắt ép phải ngồi xuống nói chuyện. Ông Navas yêu cầu làm việc nội bộ, mời vệ sĩ và những người không liên quan ra ngoài thì ekip phía Campuchia không đồng ý vì cho rằng tất cả mọi người có mặt ở đây đều là nhân viên. Trong livestream, ông Navas còn cho biết
buổi nói chuyện bị quay lén. Khi ông phát hiện thì ekip Campuchia phủ nhận. Cuối cùng ông Navas đã quyết định chi trả tiền vé máy bay, thanh toán chi phí tại Campuchia để đưa các thí sinh sang Thái Lan. Chi phí đội lên rất nhiều nhưng không sao cả, vì tiền có thể kiếm lại được, chứ uy tín và danh dự rất quan trọng. Tôi không chấp nhận ai hủy đi danh tiếng và thương hiệu Miss Grand International đã cất công gây dựng. Màn đấu tố qua lại của ông Navas và ekip Campuchia khiến cộng đồng fan sắc đẹp xôn xao. Vài hình ảnh Miss Grand Thái Lan 2024 bật khóc khi trở về nước khiến cho cuộc thi drama này ngày càng trở nên lố lăng hơn. Trên các diễn đàn, cư dân mạng không chỉ ngán ngẩm với mớ bong bong đến từ cuộc thi mà còn chê bai những động thái của người trong cuộc đã khiến ồn ào thêm phần dậy sóng. Hiện tại thì vẫn chưa rõ tính đúng sai trong sự việc này, nhưng các fan của sắc đẹp cho rằng ông Navas thì luôn miệng muốn bảo vệ danh tiếng cuộc thi, nhưng những gì mà ông đang làm khiến cuộc thi chỉ ngày càng mất điểm trong mắt nhiều khán giả. Đáng chú ý, bên cạnh Hoa hậu Campuchia thì mới đây, Hoa hậu Costa Rica, đó là Chamberlain, cũng đã lên tiếng rút lui khỏi Miss Grand International 2024 do lý do sức khỏe tinh thần và thể chất bị ảnh hưởng. Trưa 8 tháng 10, Miss Grand Costa Rica thông báo rút lui khỏi cuộc thi Miss Grand International 2024. Cô chia sẻ như sau: "Trong vài giờ qua, sức khỏe tinh thần và thể chất của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những thay đổi vào phút cuối từ ban tổ chức. Dù tôi hiểu và trân trọng những nỗ lực của cuộc thi trong việc cải thiện trải nghiệm cho thí sinh, nhưng thật khó để thích nghi với tình huống hiện tại và tôi buộc phải đặt sức khỏe lên trên hàng đầu." Thưa quý vị, Macarena bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn bè và gia đình, những người đã luôn là điểm tựa vững chắc trong suốt hành trình vừa qua. Cô nhấn mạnh đây không phải là sự kết thúc mà chỉ là khởi đầu cho những dự án mới. Cô hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ trong chặng đường âm nhạc sắp tới. Cô năm nay 20 tuổi, cao 1m7, hiện là người mẫu, là ca sĩ và nhạc sĩ. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình Costa Rica 2024 vào tháng 8 năm nay. Trước đó, đại diện của Campuchia, Sotiribi, cũng đã thông báo sẽ không tiếp tục tham dự Miss Grand International 2024. Cô chia sẻ có nhiều vấn đề diễn ra phía sau quyết định này. Dù phía ban tổ chức Campuchia đã nỗ lực hết mình để chào đón và chăm sóc các thí sinh, cô hạnh phúc khi được gặp gỡ những thí sinh tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới và gửi lời yêu thương đến tất cả bọn họ. Tuy nhiên, bản thân Sotiri cũng cảm thấy buồn khi phải nói lời tạm biệt sớm. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Câu chuyện liên quan đến Miss Grand International 2024. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.